Hi, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Promoter. Và đây sẽ là chuyên mục 3 phút mỗi tuần. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tân Nguyễn. Anh ơi, con Ryzen 7 2700X giá hơn con Ryzen 7 2700 1 triệu thì có đáng nâng cấp không? Hay chọn Ryzen 5 3600 ạ? Nhu cầu chơi game, làm nhạc và chỉnh sửa video. Về cơ bản ấy, Ryzen 7 2700X giá sẽ hơn 1 triệu thì xung nhịp sẽ hơn, để mình nhớ, nhớ không nhầm ấy, thì con Ryzen 7 2700 sẽ xung nhịp turbo lên 4.1 GHz, còn Ryzen 7 2700X có xung nhịp boost lên đến 4.35 GHz. Thì 1 triệu chênh ra theo mình ấy thì có thể bạn sẽ không cần thiết. Nếu bạn đang sử dụng con Ryzen 7 2700 rồi thì cứ sử dụng bình thường thôi, không phải nâng lên Ryzen 7 2700X làm gì cả. Và còn việc bạn so sánh Ryzen 7 2700 với Ryzen 5 3600 nó cứ khập khiễng kiểu gì ấy. Bởi về thực tế ra ấy, thì Ryzen 5 3600 sẽ được sản xuất trên kiến trúc mới. Tuy nhiên về số nhân thì sẽ kém khi so với Ryzen 7 2700. Nên mình nghĩ việc so sánh vậy nó không hợp lý cho lắm. Chuyển sang câu hỏi của bạn Đặng Mạnh Tiến. 9400F đi kèm với 1660 Ti hay 2060 Super thì làm việc tốt hơn? Mình thấy nhiều người cứ bảo nghẽn khi lên 2060 Super nhưng chưa biết nó nghẽn như thế nào. Nếu mà bạn thích ấy, thì i5-9400F có đi cùng với RTX 2070 Super thì cũng được luôn. Mình sẽ để link bộ PC sử dụng combo i5-9400F và RTX 2070 Super dành cho bạn nào không tin ở ngay dưới phần mô tả của video. Không nghẽn được đâu, tin mình đi. Câu hỏi của bạn Cao Cầu này khá hay. i9-9900 non-K đi với bo mạch chủ dòng B có được không ạ? Thì về lý thuyết thì hoàn toàn được, nhưng mà về thực tế thì mình nghĩ không nên. Khi mà bạn cắm i9-9900 non-K lên các bo mạch chủ dòng B ấy, thì khu vực VRM sẽ rất nóng. Nên nếu như mà bạn vẫn muốn sử dụng này thì mình nghĩ nên lựa chọn bo mạch chủ dòng H, phiên bản cao cấp H370 cao cấp ấy, chứ không phải kiểu H310 đâu. Hoặc lên thẳng dòng Z phiên bản trung cấp trở lên. Bởi vì dù sao i9-9900 non cây nhưng nó vẫn cứ là i9 thôi. Nó vẫn lên được đến 5.0 GHz và 8 nhân. Quá khủng khiếp. Câu hỏi của bạn Đại Hiệp Bắt Gà. Anh ơi, Iris Plus thế hệ mới trên Core i có mạnh được bằng VK10 không ạ? Mặc dù Iris Plus đã hơn được so với Intel HD Graphics, tuy nhiên thì vẫn chưa thể vượt qua được VK10. Tuy nhiên mức chênh lệch cũng tương đối thấp thôi, không nhiều lắm, từ 5-10% tùy từng trường hợp. Cái tùy từng trường hợp ở đây ấy, sẽ là như nào? Nếu như con CPU đến từ AMD sử dụng có VK10 ấy, được cấp nhiều điện thì nó sẽ mạnh hơn khá nhiều khi so với Iris Plus. Còn nếu như được cung cấp ít điện thì nó sẽ, đấy, theo đúng như thế, ít hơn. Rồi, chuyển sang câu hỏi của bạn Jackie Tech. RX 580 giá 1 triệu thì có nên mua không ạ? Không, nếu như RX 580 1 triệu thì không nên mua. Bởi vì giá mà thấp như vậy rồi thì chắc chắn đó là phiên bản cày trâu, mà phiên bản trâu cày ấy, mà trâu cày cực kỳ ác rồi đấy. Nên kiểu các linh kiện hoạt động không ổn định thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Rồi, câu hỏi của bạn Phùng Phạ. Tại sao các mẫu laptop sử dụng CPU của AMD luôn rẻ hơn so với các mẫu laptop sử dụng CPU của Intel vậy ạ? Các CPU cho laptop của AMD ấy, anh em có thể thấy sẽ cùng thông số nhân khi so với chip Intel. Ví dụ sẽ có cùng 4 nhân 8 luồng. Tuy nhiên về xung nhịp thì CPU của Intel sẽ cao hơn. Nên vô hình chung CPU của Intel sẽ có giá bán cho các hãng làm laptop sẽ đắt hơn, và ngược lại AMD sẽ giá rẻ hơn. Cũng bởi vì một lý do nữa, đó chính là AMD mới tiến chân vào thị trường laptop nên có chính sách kiểu bán rẻ đi để thu hút người dùng hơn. Câu hỏi của bạn Kiên Nguyễn. Sonicworks có chạy ổn trên i5-8265U cạc MX130 và 8GB RAM không ạ? Mình sẽ đảm bảo với bạn là sẽ chạy được, nhưng mà kiểu còn chạy mượt hay không thì mình cũng chưa chắc lắm. Thì nếu như bạn để sử dụng học tập một cách bình thường thôi, học trên lớp cũng như là đi học thêm thôi ấy, thì hoàn toàn ổn. Còn nếu mà làm hơi kiểu đi làm rồi đấy thì hơi khó một chút. Theo ý kiến cá nhân của mình thì là vậy. Câu hỏi gần cuối của bạn Vinh. Anh ơi cho em hỏi, đang sử dụng màn hình Dell SE2417HG Gaming LED 23.6 inch, thì thông số màn hình là 75Hz, khi mình sử dụng chỉ có 60Hz thôi, làm sao để chỉnh lên ạ? Cách để chỉnh lên ấy, thì mình sẽ để hiện ở ngay phía trước màn hình này. Thì bạn có thể xem lại về chỉnh lại thông số của màn hình, hoặc có thể check lại mã xem có chính xác mã của bạn là màn hình 75Hz không nhé. Cuối cùng là câu hỏi của bạn Bình Hoàng Nguyễn An. APC cho em hỏi, em muốn build PC bên An Phát thì có trợ lắp đặt và cài Win không ạ? Có bạn nhé, có hỗ trợ lắp đặt và cài Win. Tuy nhiên Win ở đây chỉ là phiên bản Win dùng thử trong vòng 30 ngày thôi. Còn nếu như bạn thích thì hoàn toàn có thể lựa chọn mua Win bản quyền, bởi vì sự Win bản quyền có rất nhiều các điểm lợi thế.
Thôi, vậy là câu hỏi ngày hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Nếu anh em có câu hỏi nào thì đừng quên để lại ngay dưới phần comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.